Dạ chị Huệ, chuyên viên chuyên đồ ăn của Celadon. Kêu vô đây đi để mới ra tới ngoài đó. Đây. Vô đi. Để thôi nha. Chị Nguyễn Thị Lát. Nói mày anh ơi, chết em. Chết em. Chết em anh, chết với anh em, chết luôn á. Chết anh, hôm nay ăn gì? Nha, hôm nay đúng rồi. Hôm nay ăn gà. Bạn ơi, ngày hôm nay các bạn đã tham gia chương trình Trung Thu Yêu Thương. Các bạn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nhận quà như nào? Nghe hậu có rõ sẵn sàng chưa nào? Rồi lên con. Ừ, góp bể đi. Rồi, cảm ơn con.